Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú và các anh chị em đến với kênh Hồng Thanh Hàng Thùng. Em xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một ngày chủ nhật thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo 0832625789 để em Thanh tư vấn và gửi hàng cho mọi người. Hôm nay thì em Thanh sẽ lên các mã, không phải mã áo đâu nhá. Trên đây là tại vì là ngày tối hôm qua nhà em có lên video và hôm nay em chưa kịp đóng hàng. Nhưng còn để đây, còn hôm nay em sẽ lên là quần kaki túi hộp và kaki trơn là quần sọt ạ. Và với mức đồng giá là 120.000 một sản phẩm. Và em Thanh sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc từ hai sản phẩm trở lên. Còn các anh chú mua một sản phẩm thì vui lòng thanh toán thêm giúp em là 22.000 và đồng giá là 120.000 một sản phẩm các anh chú nhé. Và không để các anh chị cô chú chờ đợi lâu, em Thanh đi vào chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay. Hôm nay em lên là mã F anh chú nhé. Đầu tiên mã F1 ạ. Bụng 82 dài 60. Bụng 82 dài 60 và ống 29 các anh chú ạ. Con này là một em quần Dicky. Một em quần Dicky, màu của nó là màu ghi sáng các anh chú nhá. Chất kaki cực kỳ dày dặn. Giá chỉ có 120.000 ngày hôm nay thôi ạ, 120.000 các anh chú ạ. Đó. Chất cực kỳ dày nhá, nó sẽ có hai túi hộp, hai túi chéo hai bên này. Ở phía hai bên đùi nó sẽ là hai túi hộp rất là to. Còn ở phía dưới mông ấy, ở bên sau mông đây. Đó. Một em hiệu Dicky thì các anh chú nhá, chất kaki siêu dày dặn luôn. Mã F1 bụng 82 dài 60 và ống 29 á, giá 120.000, chất dày lắm các anh chú ạ. Em Thanh lên mã F2 ạ, một con quần chất vải linen. Mã F2, bụng từ 84 đến 98, dài 73 và ống 25 các anh chú ơi. Con này thì là màu nâu cát nhá. Chất vải linen này. Đó. Nó sẽ là cặp chun toàn bộ nhưng co giãn, khá là co giãn đấy ạ. Cho nên anh những chú bụng bự mình vẫn có thể mặc vừa. Và cái này thì cái phần đùi của nó khá là to. Đó, phía đằng sau thì nó sẽ có hai túi mổ ạ. Hai bên đùi thì nó không phải là túi hộp mà nó sẽ túi ốp như thế này. Và phía dưới ống quần đây, nó sẽ có dây rút các anh chú nhá. Con này thì các anh chú mặc qua gối giúp em. Ở khoảng gọi là quần lửng ấy ạ, đến bắp chân. Mã F2, bụng từ 84 đến 98, dài 73 và ống 25. Chất linen này các anh chú ơi, mặc cực kỳ là mát trong mùa hè luôn. Em Thanh sẽ lên mã F3 ạ. Một em quần linen tiếp theo các anh chú ơi. Mã F3 này, bụng từ 80 đến 90, dài 55 và ống 28. Em này thì các anh chú mặc ngang gối giúp em ạ. Đó, nó là cặp chun này. Và phía đằng trước nó cũng là giả cúc thôi ạ. Nó giả cúc và nó không có kéo khóa đâu các anh chú nhá. Ở phía đằng sau mông sẽ có hai túi vuông. Đó, và có hai túi hộp ở hai bên túi nhỏ thôi các anh chú ạ. Mã F3, bụng từ 80 đến 90, dài 55 và ống 28. Cái này thì các anh các chú mình có thể sắn lên nếu mà mình muốn mặc qua gối ấy, mặc ngắn hẳn ấy ạ, thì mình có thể là sắn nó lên. Bởi vì nó còn cả cài cúc như thế này các anh các chú ơi, cài cúc hai bên. Nghe tông màu này vô cùng dễ mặc rồi, chất linen các anh các chú ơi. Mã F3, bụng từ 80 đến 90, dài 55 và ống 28 ạ, 120.000 giúp em ạ. Em lên mã F4, một em quần chất của nó là chất gió dù hiệu Converse các anh các chú ạ. Mã F4 này, bụng từ 80 đến 92, dài 60 và ống 26 các anh chú ạ. Con này nó cặp chun toàn bộ nhưng mà nó vẫn có khóa đồng này. Vẫn có khóa đồng, có cài cúc và có dây rút các anh chú nhá. Con này thì là màu ghi các anh chú ạ, màu ghi. Đằng sau mông này nó sẽ có hai cái túi có khóa dán. Con này thì là màu ghi đậm các anh chú nhá. Phía dưới đùi ạ cũng có hai túi hộp các anh chú nhá và sẽ có một cái túi đây ạ, túi kéo khóa bên này. Hiệu Converse đây ạ. Mã F4, bụng 80 đến 92. Dài 60 và ống 26 ạ. Chất vải của nó là chất vải gió dù các anh chú ạ. Em Thanh lên mã F5. Mã F5 một em quần màu xanh navy ạ. Mã F5, bụng từ 80 đến 88, dài 46 và ống 28. Các anh chú đợi em đo lại một xíu cái quần dài. Dài 56 các anh chú ạ. Mã F5, bụng từ 70 đến 88, dài 56 và ống 28 các anh chú ạ. Chất của nó là chất vải kaki nhá, độ dày vừa phải. Đó, con này thì cặp chun toàn bộ luôn, co giãn siêu nhiều và nó sẽ có một cái dây rút ở trước này, màu xanh navy rất là dễ mặc các anh chú ạ. Nó sẽ đây ạ, ở hai bên nó sẽ có cái hai cái túi đứng như thế này và nó hai túi ốp rất là to ở hai bên đùi. Sau mông này ạ, sau mông có một túi nhá, có khóa dán như thế này các anh chú ạ. Con này phù hợp với những anh nữ chú mà thích cái phong cách trẻ trung, thích mặc kiểu thể thao đây. Mông phần mông to này, đùi to. Mã F5, bụng từ 70 đến 88 á, dài 56 và ống 28 anh chú nhá. 120.000 cho em ạ,
Con này hiệu của nó là hiệu Nine Block. Đó, một em tác của Nhật đây. Em Thanh lên mã F6 ạ. Bụng từ 9 bụng từ 70 đến 95 siêu co giãn anh ấy chú ơi. Màu của nó là màu xanh navy ạ. Bụng từ 70 đến 95, dài 66 và ống là 25 anh ấy chú ạ. Co giãn siêu nhiều luôn. Cái này các anh chú mặc nó sẽ qua gối giúp em nhá. Cạp cái chất vải kaki mỏng thôi ạ. Con này thì mặc rất là mát và cạp rất là co giãn. Hai bên đùi của nó sẽ là hai túi ốp anh nhá chú ạ. Và nó sẽ có khóa dán này. Đó, có khóa dán. Phía đằng sau mông thì không có túi đâu các anh chú ạ. Cạp chun toàn bộ có dây rút. Mã S6, bụng từ 70 đến 95, dài 66 và ống 25, 120 nghìn ạ. Em lên mã F7. Mã F7, bụng 82, dài 60 và ống 25 các anh chú ạ. Em này là hiệu IK, một em hàng hiệu của Nhật đây các anh chú ạ. Màu của nó thì là màu nâu nhá, màu nâu và có kẻ này. Con này thì nó kiểu nó may theo form quần rất là kiểu trông lịch sự ấy, nó không hầm hố và nó cũng không có túi hộp đâu, nó không có túi hộp ở phía hai bên này mà nó thay vào đó nó sẽ là có túi ốp, hai cái túi ốp ở phía trước đùi như thế này các anh chú ạ. Con này siêu chất luôn ấy, cái chất của nó đẹp lắm. Chất của nó đẹp lắm, nó kiểu giống chất chất bò giấy ấy, chứ không phải là chất kaki đâu. Mã F7, bụng 82, dài 60 và ống 25 ạ. Cái đằng sau mông của nó nhá sẽ là có túi vuông này các anh chú ơi. Đây ạ, đó, cúc bấm. Rất là chất luôn. Đằng trước hai túi chéo và phía trước đùi là hai túi có kéo khóa. 120 nghìn quá rẻ đúng không anh chú? Hiệu IK. Mã K7, bụng 82, dài 60 và ống 25. Từ cái phần đĩa quần của nó đã xịn thế này rồi các anh chú ơi. Màu rất là đẹp, chất siêu mềm luôn. Mã F7, bụng 82, dài 60 và ống 25, 120 nghìn. Em lên mã F8 này, một em quần kaki. Màu của nó là màu ghi rêu các anh chú ạ, màu rêu. Mã F8, bụng từ 82 đến 90, dài 58 và ống 30 này các anh chú ơi. Cái này nó sẽ phối, phía đằng sau của nó là cạp chun nhá. Trước thì là cạp kéo khóa và có cài cúc. Và con này này, các anh chú ơi, mình có thể là tăng chỉnh có cúc của hai bên này các anh ấy chú ạ. Đó, con này màu nó rất là đẹp và chất vải của nó đây ạ, chất vải phút liên trơn sọc cực kỳ đẹp các anh chú ơi. Hiệu của nó là hiệu Hush Puppy, một em hàng hiệu của Nhật. Chất vải siêu mát rồi. Những cái con này các anh chú ơi, cái phần đáy quần của nó đây rất là xịn sò, chất vải nhẹ thoáng mát. Nó sẽ có hai túi ở phía đằng sau mông và phía đằng trước cũng hai túi chéo này và hai túi hộp to ở đùi các anh chú ạ. Con này chất siêu chất luôn. Bình thường em Thanh bán con này cỡ khoảng tầm 350 400 ấy, 400. Hôm nay bán 120.000, mã F8, bụng 82 đến 90, dài 58 và ống 30, 120.000 ạ. Em Thanh lên mã F9 ạ. Em Thanh lên mã F9, một em quần màu ghi đậm với các anh chú ơi. Mã F9, bụng 80, dài 58 và ống 27 ạ. Bụng 80, dài 58 và ống 27 các anh chú ơi. Đó, một em hàng của Nhật đây. Chất vải kaki nhá, chất vải kaki. Con này nó sẽ có hai túi ở phía đằng sau mông như thế này các anh chú ạ. Đó. Và phía ở dưới đùi của nó đây cũng có hai túi khá là to. Nghe chú quan sát giúp em nhá. Mã F9, bụng 80, dài 58 và ống 27 ạ. Bụng 80, dài 58 và ống 27 các anh chú nhá. Đây. Con này là một em hàng thương hiệu của Mỹ các anh chú ạ. Và nó được sản xuất tại Nhật. Đó. Chất kaki rất là dày và đanh. Mã S9, bụng 80, dài 58 và ống 27. Mã S9, 120.000. Em lên mã F10 này. Mã F10, bụng từ 74 đến 94, dài 68 và ống 25 ạ. Một em quần chất kaki nhung. Tất cả các ra không, nó là kaki tăm chứ em nói nhầm đấy ạ. Kaki tăm, màu của nó màu vàng cát nhé các anh chú. Cặp chun toàn bộ luôn, một em hàng của Nhật. Cặp chun này nhưng mà nó có cài cúc, có kéo khóa các anh chú ạ. Đó, con này thì chất vải nó khá là dày nhưng mà nó mặc thì nó cũng rất là thoáng mát thôi các anh chú ơi. Phía trước của nó nhá sẽ là có hai túi chéo này, sau mông thì hai túi xè và có hai túi hộp ở hai bên đùi. Mã F10, bụng từ 74 đến 94, dài 68 và ống 25 các anh chú ạ. 120.000 cho một em quần màu vàng cát, chất khá là dày dặn như thế này, dày lắm. Mã F10 ạ. Em Thanh lên mã F11, một em quần chất kaki mỏng. Đây ạ, mã F11 các anh chú ơi, màu nâu nhá, màu nâu rêu. Mã F11, bụng từ 72 đến 90, dài 53 và ống là 27 ạ. Con này chất kaki mỏng trơn này. Đó, nó sẽ có hai túi chéo ở hai bên.
hai bên đùi của nó là hai túi ốp anh các chú ạ. Các anh các chú mà mình đi mặc tập thể dục này hay là đi du lịch với có những cái túi này thì nó rất là tiện dụng, hay các anh các chú mà mình đi câu ấy thì mình để đồ, để điện thoại, để chìa khóa, để tất cả các vật dụng vào trong cái túi này rất rất tiện luôn. Phía đằng sau mông nó sẽ có hai cái túi á, như thế này các anh chú ạ, cạc chun toàn bộ và có dây rút nhá, không có kéo khóa đâu ạ, không có kéo khóa và không có cài cúc. Đó, con này thì cũng là hàng của Nhật, chất mỏng nhẹ, mã F11, bụng từ 72 đến 90, dài 53 và ống 27 ạ, 120 nghìn. Những con này em bình thường em thanh bán cỡ khoảng tầm 350. Mã F 12 này, con này siêu to đây, dành cho những anh những chú bụng bự ạ. Mã F12, bụng từ 100 đến 106, dài 68 và ống 27 ạ. Siêu to, bụng từ 100 đến 106 các anh chú ạ. Chất vải Pullincher, màu xanh than các anh chú nhá. Nó sẽ có đai này, nó sẽ có đai kéo này. Anh chú mà thậm chí là bụng tầm 98 mình vẫn có thể mặc vừa. Bụng mình tới đâu thì mình kéo cái dây này tới đó, kéo đai vào mặc. Đó các anh chú. Nó sẽ có hai túi hộp ở phía hai bên đùi sau mông đấy ạ, nó sẽ túi có khóa dán anh chú nhá. Đó, con này cũng là hàng của Nhật, chất vải kaki, chất vải Pullincher, con này Uniqlo này, 120 nghìn, mã F12, bụng từ 100 đến 106, dài 68 và ống 27 ạ. Em lên mã F13, một em quần màu xám, màu lông chuột các anh chú ơi, siêu to, bụng từ 98 đến 115, siêu co giãn anh chú ơi. Bụng từ 98 đến 115, dài 72 và ống 27 ạ. Rất là to cho những anh chú mà khó mua quần đấy ạ. Nó sẽ có hai túi hai bên này. Phía đằng sau túi của nó là may túi ốp và có khóa dán. Phía dưới đùi đấy ạ, nó cũng có hai cái túi to lắm các anh chú ạ. Đó, một em hàng đẹp tác của Nhật đây ạ. Hiệu outdoor các anh chú nhá, màu là màu lông chuột. Mã F13, bụng từ 98 đến 115, dài 72 và ống 27, 120 nghìn ạ. Em thanh lên mã F14 ạ, một con quần chất kaki calo này. F14, bụng 84, dài 67 và ống 27 ạ. Bụng 84, dài 67 và ống 27 các anh chú nhá. Màu này của nó là màu màu xám, cũng là màu xám lông chuột ý các anh chú. Đó, chất rất là đẹp luôn, size của nó size 30 này, made in Indian. Đó, con này tag của nó đây các anh chú ạ. Đó, rất là những con này hàng thì nó xuất đi rất là nhiều nơi, xuất đi Nga, xuất đi Anh, đi Nhật. Đó, chất kaki cực kỳ xịn nhá các anh chú ơi, chất kaki caro, từ những cái đường may của nó đây các anh chú nhìn giúp em ạ, vô cùng xịn luôn. Mã F14 này, bụng 84, dài 67 và ống 27. Nó sẽ có hai túi phía trước này, sau mông cái túi của nó sẽ có nắp thế này các anh chú nhá. Và nó sẽ có túi hai bên đùi, hai bên túi hộp to. Con này thì nó dài qua gối đấy ạ, mã F14, bụng 84, dài 67 và ống 27 ạ. Em thanh lên mã F15. Mã F15, một em quần màu đỏ cho những anh những chú nào mà thích cái thời trang phong cách trẻ trung. Mã F15 ạ, bụng từ 82 đến 94 các anh chú ạ. Dài 62 và ống, bụng của nó là từ 82 đến 94, dài 62 và ống 23 các anh chú nhá. Con này thì là hiệu của nó đây, hiệu của nó là một em hàng, cái này cũng là của Nhật các anh chú ạ. Đây ạ, màu đỏ, chất vải của nó là 100% cốt tông. Con này cho những anh những chú nào mà thích những tông màu nổi bật, mặc đi du lịch, mặc đi biển này. Mã F15, bụng từ 82 đến 94, dài 64 à, 6, bụng từ 82 đến 94, dài 62 và ống 33 giúp em ạ, 120 nghìn. Em thanh lên mã F15 này, một em quần màu ghi xám. Ô con này đã cũng siêu to luôn anh chú ơi. Bụng bụng từ 95 đến 110, dài 61 và ống 33, mã F16. Con này nó là quần túi hộp anh chú ơi. Nó có hai túi chéo này, phía đằng sau mông thì sẽ có một túi vuông và phía dưới đùi của nó đây ạ sẽ là hai túi hộp. Con này chất vải kaki nhung nhá, siêu mềm luôn, cực kỳ mềm anh em chú ạ, cạp chun toàn bộ và có dây rút. Mã F16, bụng từ 95 đến 110, dài 61 và ống 33, 120 nghìn giúp em. Em lên mã F17. Mã F17, bụng từ 70 đến 90 các anh em chú ạ, dài 62 và ống 25. Con này thì nó sẽ là dài qua gối các anh em chú nhá. Đó, form nó rất là trẻ trung. Nó sẽ có những cái đường lai màu xanh này các anh chú này. Trước nó là cạp chun toàn bộ và nó vẫn có cài cúc.
cái khóa này thì là khóa giả các anh chú nhá, nhưng mà nó vẫn, em xin lỗi, vẫn có cài kéo khóa. Còn cúc thì là cúc giả các anh chú ạ. Có hai túi chéo hai bên, phía đằng sau mông nó may kiểu túi vuông như thế này, và có hai túi hộp hai bên đùi. Chất vải của nó là chất vải kaki nhá, chất vải kaki sọc để ô vuông. Mã S17, bụng từ 70 đến 90, dài 62 và ống 25. Form này cực kỳ trẻ trung ạ, mã S17, bụng từ 70 đến 90, dài 62 và ống 25, S17. Em Thanh lên mã S18 ạ. Ôi con này thì chất kaki siêu đẹp đấy các anh chú ơi. Mã S18, bụng 80, dài 69 và ống 19. Tuy nhiên con này thì form nó phần ống sẽ nhỏ các anh chú nhá. Những anh những chú nào mà bắp chân to quá thì không mặc được con này đâu. Nhưng mà chất con này chất siêu siêu đẹp luôn. Còn những anh những chú nào mà thích quá mà bắp chân mình hơi to về mình cắt đi một xíu cũng được. Với giá 120.000 này không bao giờ mua được đâu các anh chú ạ. Con này bình thường á bán cỡ 500. Đây, cái chất của nó như thế này các anh chú, chất kiểu vải saten đấy các anh chú. Chất vải saten nhá, cạp liền. Đó, cạp liền. Phía đằng trong này, túi của nó đã thấy xịn rồi các anh chú ạ. May rất là đẹp như thế này. Màu con này thì là màu của nó là màu vàng rêu. Rất là chất luôn. Nó sẽ có hai túi ở hai bên thế này và nó là đây, cái nắp túi của nó là nắp giả nhá. Phía bên đùi dưới, phía dưới đùi của nó đấy ạ. Nó sẽ là cái hệ túi kép, vừa là túi lật như thế này và vừa là kéo khóa các anh chú ạ. Khóa đồng. Con này xịn lắm, hiệu Edewin. Con này một em hàng hiệu Edewin của Nhật. Chất vải saten, bình thường bán 500 600, hôm nay bán 120.000. Mã F18, bụng 80, dài 69 và ống 19 các anh chú cân nhắc nhá. Ống này là ống 19 giúp em ạ, mã F18, bụng 80, dài 69 và ống 19 ạ. Em sẽ anh lên mã F19. Mã F19, bụng 86, dài 68 và ống 23. Bụng 86, dài 68 và ống 23 các anh chú ạ. Con này cái chất vải của nó là vải gió ấy. Vải gió dù giúp em nhá. Và cái màu của nó đây ạ. Màu của nó sẽ là màu kẻ ạ. Màu của nó là màu kẻ các anh chú nhá. Đây ạ, màu này rất là dễ mặc, nó nền là màu nâu, nền là màu trắng sữa và có kẻ đấy ạ. Kẻ của nó thì là kẻ màu nâu các anh chú ạ. Nó sẽ có hai túi hộp ở hai bên như thế này. Hai túi hộp rất là to. Và các anh chú quan sát từ cái phần cúc giúp em đây ạ. Từ cái phần cúc của nó thấy xịn sò rồi. Sẽ có hai túi chéo. Mã F19, bụng 86, dài 68 và ống 23, 120.000. Tiếp theo em lên mã F20 ạ. Một em quần jean siêu chất luôn. Mã F20 này bụng từ 98 đến 115. Siêu to cho các anh những chú bụng bự đây ạ. Bụng từ 98 đến 115 các anh chú nhá. Dài 68 và ống là 2, ống là 31. Con chất jean này 100% cốt tông. Màu của nó là màu màu ghi nhá, màu ghi các anh chú ạ. Rất là chất luôn ấy, chất của nó siêu đẹp các anh chú ạ. Nhưng anh những chú bụng bự thì đảm bảo là mặc những con này rất là thoải mái luôn. Bụng to, mông to, đùi to đây ạ. Đó, nó sẽ có túi phía đằng sau. Hai trước, hai túi đằng trước đây ạ. Cái này cạp chun toàn bộ và vẫn có kéo khóa đồng nhá các anh chú, và có cài cúc. Có cả dây rút luôn giúp em ạ. Đó, ở hai bên đùi của nó còn có hai túi hộp các anh chú ạ. Mã F20, bụng từ 98 đến 115, dài 68 và ống 31 ạ. Em lên mã F21 ạ. Mã F21, bụng 80, dài 63 và ống 20. Bụng 60, dài 63 và ống 20 các anh chú ạ. Con này thì sẽ may theo kiểu là quần phía đằng trước nó sẽ may kiểu rất là bình thường như thế này. Nhưng phía đằng sau đây nó sẽ may kiểu hai cả các anh chú. Chất vải kaki nhá các anh chú ơi. Phía đằng sau mông của nó đấy ạ, sẽ có hai cái túi, hai túi. Và phía hai bên đùi là hai túi hộp rất là to. Mã F20, bụng 80, dài 7, dài 63 và ống 20 ạ. Bụng 80, dài 63 và ống 20. Mã F21. Em lên mã F22. F22 ạ, con này thì dành cho những chú mà mình đi chơi đi biển ấy, siêu hợp luôn. Mã F20, bụng từ 7, bụng 78, dài 52 và ống 29 nhá. Bụng 78, dài 52 và ống 29 nha chú ạ. Con này thì nó sẽ không có kéo khóa, tuy nhiên nó sẽ dùng như thế này. Anh chú ạ, nó sẽ cài cúc như thế này. Đó, và cái phía phần trước này ạ, thì nó sẽ co giãn này, mặc cực kỳ thoải mái luôn. Chất vải của nó là chất vải gió nhá. Chất vải gió dù, siêu chất, con này thì đẹp lắm. Nó sẽ có hai, nó không có túi chéo đâu. Nó chỉ có một cái túi duy nhất thôi. Con quần này một cái túi duy nhất. Ở đây, túi hộp. Mã F22, bụng 78, dài 52 và ống 29 ạ. 120.000. Các anh chú ơi, con này mặc lên cực kỳ trẻ trung và chất. Mã F22, bụng 78, dài 52 và ống 29 ạ.
Đồng đưa nhanh lên. Em lên mã F23. Bụng 80 dài để, bụng 80 đến 90, dài 65 và ống 29 á. Một em quần màu nâu cát. Chất vải của nó chất vải kaki. Chất vải kaki siêu mềm luôn, 100% cốt tông. Nó là cạp chun toàn bộ và có dây đai tang chỉnh này, có cài cúc và có kéo khóa luôn anh các chú nhá. Phía đằng sau mông của nó đây ạ, nó sẽ có hai túi vuông và có nắp. Đó. Hai bên đùi đây ạ, nó sẽ có túi vuông anh các chú ạ. Hai túi ốp chứ. Mã F23, bụng từ 80 đến 90, dài 65 và ống 29 ạ. Con này thì siêu chất rồi anh các chú ạ. Mã F23, bụng 80 đến 90, dài 65 và ống 29. Em lên mã F24. Mã F24. Bụng từ bụng 80, dài 46 và ống 25. Con này là hiệu của Uniqlo các anh các chú ạ. Màu của nó là màu ghi đậm và nó sẽ có kẻ màu ghi sáng nhá. Nó là to nhất là bụng 80 các anh các chú, bụng từ 78, 76 mình vẫn có thể mặc được. Mình cài cái đai này vào và mình kéo cái dây ấy các anh các chú. Đó, bụng của nó từ 8 từ 76 đến 80, dài 46 và ống 25. Cái này các anh các chú mặc sẽ trên gối các anh các chú ạ. Nó sẽ có hai cái túi chéo này. Ở phía bên đùi đây nó sẽ có một cái túi. Túi này thì nó kiểu dạng túi mổ ấy. Đó, túi mổ và nó không phải túi hộp nhá. Con này thì mặc rất là trẻ trung gọn gàng. Mã F24, bụng từ 76 đến 80, dài 46 và ống 25 ạ. Em lên mã F25. Một em quần màu rêu này các anh các chú ơi, con này thì hiệu Edwin. Mã F25, bụng 78, dài 55 và ống 31. Bụng 78 dài 55 và ống 21, một em hiệu Edwin hàng của Nhật đây các anh chú ạ. Cạp của nó là cạp liền ạ, cạp liền nhá, chất vải kaki mỏng nhẹ, cực kỳ xịn luôn. Có hai cái túi hộp. To, rất là to, con này thì nó chỉ có hai túi thôi. Đó các anh chú nhìn thấy không ạ? Này, cái túi hộp của nó đây nó phải cao 25 cm luôn. Mã F25, bụng 78 dài 55 và ống 31 cho em ạ. Con này giá là 120.000 anh chú nhá. Siêu chất luôn ấy, mặc con này rất là chất chơi này. Mã F25, bụng 78 dài 55 và ống 31 ạ, 120.000. Em lên mã F26 này, một em quần màu kẻ rất là nhiều màu sắc như thế này. Mã F26, bụng 86 dài 53 và ống 30. Đó. Con này thì là rất là trẻ trung anh chú ạ, chất cái này kiểu chất vải linen anh chú ơi. Và nó sẽ có dây tang chỉnh ở hai bên. Bụng lớn nhất anh chú mặc là bụng 86, còn anh chú bụng tầm 83, 84 nhá, mình vẫn có thể mặc được, mình kéo cái dây này vào này là rất là ok thôi. Đó. Con này thì là hiệu Sir 100, một em hàng. Con này là đấy, con này cũng là của Nhật các anh chú ạ. Em này thì cũng là của Nhật đấy ạ. Mã F26, chất vải linen, nó sẽ có hai túi chéo hai bên phía đằng sau túi của nó nhá. Phía đằng sau túi của nó đấy ạ. Nó sẽ may túi vuông này và có nắp như thế này. Hai bên đùi của nó cũng là túi hộp nhá. Con này trông rất là hay luôn. Trông nó vừa kiểu làm cá tính này, sao lại vừa sắc màu, kiểu trông rất là lạ mắt. Mã F26, bụng 7, bụng 86, dài 53 và ống 30 ạ. Em lên mã F27, một em quần màu xanh than. Mã F27, bụng từ 80 đến 88, dài 74 và ống 22. Con này màu xanh than anh chú ạ, chất vải phúc liên trơn của Uniqlo. Nó cạp chun toàn bộ nhá, và có kéo khóa này, có dây có cúc cài luôn. Con này thì co giãn không nhiều đâu ạ. Nó sẽ có hai túi hộp ở hai bên đùi. Cái này là dạng quần lửng. Mã F27, bụng 80 đến 88, dài 74 và ống 22. Cái này các anh chú có thể sắn lên, có thể sắn lên giúp em. Đó, mã F27, bụng 80 đến 88, dài 74 và ống 22, 120.000. Con này bình thường bán 380-400. Em lên mã F28, bụng từ 86 đến 100, dài 75 và ống 25, một em hiệu Columbia, siêu to luôn các anh chú ạ. Màu của nó nhé, sẽ là kiểu kẻ caro màu trắng đen ý. Đây, cặp chun này, cặp chun siêu co giãn và có dây đai luôn, nó có khóa đồng các anh chú ạ, hiệu Columbia. Siêu chất luôn, chất vải là 100% cốt tông. Đây ạ, chất vải kaki rất là thoáng mát. Mã F28, bụng từ 86 đến 100, dài 75 và ống 25 ạ. Con này thì anh em chú mặc thành quần lửng nhá. Mã F28 này, bụng 86 đến 100, dài 75 và ống 25 ạ. Em lên mã F29. Mã F29, bụng 78, dài 63 và ống 21. Con này thì cũng kiểu quần lửng ấy, form nhỏ anh em chú nhá. Chất vải là vải phúc liên trơn.
Đó, phía đằng sau nó sẽ có hai túi xẻ như thế này, màu đen, có hai túi hộp ở hai bên đùi, form dáng gọn gàng, mã F29, bụng 78, dài 63 và ống 21 anh nhá chú ạ. Bụng 78, dài 63 và ống 21, 120.000. Em Thanh lên mã F30. Một em quần màu vàng cát ạ, mã F30, bụng từ 80 đến 86, dài 53 và ống 25 nhá. Con này thì chi chất vải kaki mỏng của nó thôi. Hai bên sườn của nó đấy, nó sẽ có đáp một đoạn chun thế này để mặc cho anh chú mặc cho thoải mái á. Nó sẽ có cài cúc và có kéo khóa bình thường. Đó, một em hàng của Nhật đây ạ. Con này chất kaki mỏng, mặc cực kỳ mát luôn. Nó sẽ có một túi xẻ này, một túi thì có nắp. Cái này, con này thì nó sẽ có một cái túi ở bên đùi thôi các anh chú ạ. Mã F30, bụng từ 80 đến 86, dài 53 và ống 25 ạ. Mã F30. Em Thanh lên mã F31 ạ. Mã F31. Bụng lớn nhất là bụng 96 các anh chú ạ. Bụng 96, dài 55 và ống 30. Còn các anh chú mình có thể là chỉnh cái dây đai nó vào. Nếu mà các anh chú bụng nhỏ hơn một xíu so với 96. Chất của nó là chất vải kaki mỏng nhá. Nó sẽ là có một túi phía xẻ phía đằng sau và có hai túi ở hai bên đùi. Mã F31, bụng 96, dài 55 và ống 30 này. Hai túi chéo hai bên anh chú ạ, màu xanh than, 120.000 giúp em. Mã F31, bụng 96 á, bụng từ 92 đến 96, dài 55 và ống 30, F31. Em lên mã F32, bụng từ 80 đến 94, dài 50 và ống 28 á, một em quần màu ghi sáng anh chú ơi. Nó sẽ là quần nó tầm ngang gối ấy, mã F32, bụng từ 80 đến 94, dài 50 và ống 28, chất kaki siêu mềm luôn. Cạp chun toàn bộ và có dây rút nhá. Cạp chun toàn bộ và con này thì nó sẽ không có cài cúc, tuy nhiên nó vẫn có khóa các anh nhá chú ạ. Đó. Mã F32, bụng từ 80 đến 94, dài 50 và ống 28 ạ, có hai túi hộp hai bên, mã F32. Em lên mã F33. Một em quần, con này là hiệu của nó là một em hàng hiệu của con này là hàng của Nhật các anh nhá chú ạ, hiệu How It. Đó, chất của nó chất vải gió. Mã F33, bụng 80 đến 90, dài 60 và ống 2 dài 66 và ống 24 ạ. Mã F33, bụng 80 đến 90, dài 66 và ống 24 nhá. Con này chất vải gió đấy ạ. Cho những anh chú mà mình đi tập thể dục ấy mặc nó rất là tiện. Nó sẽ có hai túi ở hai bên, hai túi chéo này. Hai bên đùi nó sẽ là hai túi ốp anh chú nhá. Phía đằng sau cũng có một cái túi vuông. Mã F33, bụng 80 đến 90, dài 66 và ống 24. Em lên mã F34 ạ, một em quần màu nâu cát của hiệu của Uniqlo. Mã F34, bụng từ 76 đến 86, dài 73 và ống 21. Cái này các anh chú ạ, mình có thể là mình để thế này nó dài 73 các anh chú mà mình thích ngắn hơn ý. Mình có thể sắn lên này rất là phong cách luôn, chất vải poulin trơn. Màu của nó là màu nâu cát anh chú ạ, nó có dây kéo cặp chun toàn bộ nhưng mà nó co giãn không nhiều nhá, rất là đứng form. Có kéo khóa này và có dây, có cúc. Mã F34, bụng từ 76 đến 86, dài 73 và ống 21 ạ. Dài 73 là cái ống mà em thả hết thì thế này, còn sắn lên thì nó ngắn hơn nhá. Mã F34, bụng từ 76 đến 86, dài 73 và ống 21. Em lên mã F35 ạ. F35, bụng 84, dài 50 và ống 28. Con này thì chất vải kaki rất là mỏng và nhẹ. Màu của nó thì màu vàng cát anh em chú nhé. Nó sẽ có dây tăng chỉnh hai bên. Bụng lớn nhất là bụng 84, còn anh em chú ở bụng 82, 80 mình vẫn có thể bon chen được. Đó, em này đây ạ, hàng của Nhật anh em chú nhé. Chất vải kaki mỏng nhẹ mát. Nó sẽ có hai túi hộp ở hai bên này, form dáng rất là trẻ trung. Phía đằng sau mông cũng là túi có nắp. Mã F35, bụng 84, dài 50 và ống 28, có dây tăng chỉnh hai bên ạ. F35. Em lên mã F36 ạ. F36, bụng 84, dài 65 và ống 23. Bụng 84, dài 65 và ống 23. Em này kiểu là cái tông màu của nó màu cam sữa anh em chú. Rất là trẻ trung và chất chơi nhá. Nó là chất vải linen anh em chú ạ. Chất vải linen. Và cái phần cạp của nó đây này, nó có thêm một cái dây kiểu trang trí, dây thừng ấy. Đó, nó sẽ có hai túi hộp ở hai bên. Phía đằng sau mông của nó là túi mổ anh em chú nhá. Mã F36, bụng 84, dài 65 và ống 23, mã F36 ạ. Nóng. Em lên mã F37 ạ. Mã F37, bụng 80, dài 62 và ống 23.
Bụng 80, dài 62 và ống 23. Chất vải kaki rất là dày dặn, một em quần màu đen. Đó, con này thì các anh chú mặc qua gối giúp em ạ. Phía đằng sau mông nó sẽ có hai túi mổ như thế này. Trước nó là hai túi chéo á và có hai túi hộp ở hai bên. Con này chất vải kaki rất là dày các anh chú nhé, màu đen thì dễ mặc rồi. Mã F37, bụng 80, dài 62 và ống 23. Em lên mã F38 á, một em quần màu xanh than này các anh chú ơi, mã F38. Bụng từ 84 đến 94, dài 57 và ống 27 ạ. Con này nó sẽ là có hai túi chéo ở hai bên. Sau mông của nó đây ạ, nó sẽ có túi có nắp như thế này và có hai túi hộp ở hai bên đùi nhá. Chất vải của nó là vải phúc liên trơn các anh chú ạ, chất vải phúc liên trơn mỏng nhẹ, cạp chun toàn bộ và có kéo khóa nhôm này, có cúc. Mã F38, bụng từ 84 đến 94, dài 57 và ống 27 ạ, 120.000. Em Thanh lên mã tiếp theo ạ, mã F39 ạ. Bụng 84, dài 74 và ống 22. Con này thì rất là mới luôn ấy, con này độ mới cực kỳ cao các anh chú ơi. Nó là quần, nó may theo kiểu là quần, gọi là quần gì nhỉ? Chất là chất kaki bò ấy, chất kaki jean ấy các anh chú ạ. Đây, một em hàng của Nhật đây, cái phần cạp của nó may vô cùng đẹp các anh chú nhá. Đó. Rất là trẻ trung, nó sẽ phù với thêm cái màu xanh ở cái phần sau lưng quần này. Mã F39 ạ, bụng 84, dài 74 và ống 22. Con này kiểu quần lửng các anh chú, và cái phần túi của nó may, nó may túi như thế này các anh chú này. Đó, nó sẽ may túi vuông nhá, túi kép luôn, hai túi. Mã F39, bụng 84, dài 74 và ống 22 ạ. Em lên mã F40, một em quần kẻ, kaki kẻ này các anh chú ơi, hiệu Broken. Mã F40, bụng 80, dài 53 và ống 28 ạ. Bụng 80, dài 53 và ống 28. Phía đằng trước là hai túi chéo các anh chú nhé. Cạp của nó cạp liền rất là xịn sò. Khóa là khóa đồng. Đằng sau mông của nó đấy ạ, túi có nắp và sẽ có hai túi hộp ở hai bên. Nó là màu rất là trẻ trung cho những anh chị chú mà thích cái thời trang là quần kẻ. Mã F40, bụng 80, dài 53 và ống 28 á. Đó, chất kaki cực kỳ đẹp luôn. Em Thanh lên mã F41, một em quần hiệu Nike. Bụng từ 78 đến 95 các anh chú ơi, co giãn cực kỳ nhiều. Dài 62 và ống 26, một em hiệu Nike Gop đây các anh chú này. Hôm nay em Thanh bán 120.000 nhá. Cạp của nó thì là cạp chun toàn bộ và vẫn có dây rút này, vẫn có kéo khóa và cục bấm. Đó, một em Nike, chất của nó chất gió dù, sẽ có một túi mổ phía đằng sau như thế này. Còn phía trước của nó là có hai túi chéo, có kéo khóa các anh chú ạ. Mã F41, bụng từ 78 đến 95, dài 62 và ống 26 ạ. Một em Nike gốc siêu đẹp luôn. Em Thanh lên mã F42, một em quần màu ghi các anh chú ạ. Bụng 84 đến 102, dài 60 và ống 32. Con này thì cực kỳ to luôn. Nó sẽ là vải phúc liên trơn anh nhé chú ạ, nó là cạp chun toàn bộ nhá và vẫn có cài cúc và kéo khóa, có dây tăng chỉnh, không phải em nhầm, cái này dây đai. Đó, cái đằng sau mông của nó đây ạ, túi của nó thì trông nó rất là hầm hố luôn. Đó này, có dây kéo, à quên, có khóa dán và có cái dây này, dây móc lên ấy. Phía hai bên túi bên đùi nhá anh nhé chú ơi, nhìn nó rất là chất luôn ấy, sẽ có sỏ vào thế này, kiểu hệ túi kép ấy và vẫn có kéo khóa nữa. Mã F42, bụng 84 đến 102, dài 60 và ống 32 ạ. Chất vải phúc liên trơn, 120.000 cho em ạ. Em lên mã F43 này, một em quần của Villain. Mã F43, bụng từ 74 đến 80, dài 60 và ống 24 các anh chú nhá. Con này chất vải kaki mỏng, hiệu Villain đấy các anh chú ạ. Nó sẽ có dây đai. Mã F43, bụng 74 đến 80, dài 60 và ống 24. Con này các anh chú mặc qua gối cho em ạ. Form nhỏ, form rất là nhỏ anh chú ạ, mặc bụng tầm 28 29 nên là mặc đẹp đấy ạ. Mã F43, bụng 74 đến 80, dài 60 và ống 24. Em Thanh lên mã F44 ạ. Một em màu của nó là màu vàng nâu. Rồi con này chất của nó chất kaki rất là mềm luôn. Mã F44, bụng 86, dài 51 và ống 28. Bụng 86, dài 51 và ống 28 anh chú ạ. Cái này mặc anh chú mặc tầm ngang gối cho em nhá. Chất vải kaki cốt tông 100%. Đó, một em hiệu của Brownie.
tag của nó đây các anh chú này, quá trời là tag. Phía bên trong cạp của nó sẽ phối với vải đờ mi nữa. Nó sẽ kiểu dáng rất là đơn giản, có hai túi chéo hai bên và phía đằng sau đây ạ. Nó có hai túi mổ mã F44, bụng 86, dài 51 và ống 28 ạ. Mã F44. Em lên mã F45. Con này thì cũng siêu to này, mã F45, bụng từ 86 đến 108 ạ. Dài 69 và ống 27 các anh chú ạ. Màu của nó thì là màu đây ạ, màu nâu nhạt nhá, màu nâu nhạt. Cạp chun toàn bộ đây các anh chú ạ. Và vẫn có cài cúc và kéo khóa cho em. Chất vải là vải phút linh trơn. Sẽ có hai túi hai bên đùi như thế này. Mã F45, bụng 86 đến 108, dài 69 và ống 27. Ở phía đằng trước của nó đây ạ, nó sẽ có hai túi đứng như thế này các anh chú ơi, cực kỳ to. Sâu. Mã F45, bụng 86 đến 108, dài 69 và ống 27 ạ. Em thanh lên mã F46 ạ. Bụng 80, dài 52 và ống 23. Bụng 80, dài 52 và ống 23. Con này cái chất cái màu của nó là màu ghi rất là nhạt thôi. Và form dáng dễ mặc anh chú, như kiểu quần kaki trơn ý. Đó. Con này là hiệu Giordano. Hiệu Giordano mà em thanh bán với 120.000 ngày hôm nay, chất vải cúp lên trơn ạ. Mã F46, bụng 80, dài 52 và ống 23. Form dáng rất là đẹp cho những anh những chú mà thích kiểu thời trang đơn giản. Mã F46, bụng 80, dài 52 và ống 23. Em lên mã F47 ạ, một em quần màu xanh ô liu được các anh chú ơi. Chất vải rất là mát, mã F47, tuy nhiên form nó nhỏ. Bụng từ 70 đến 76 ạ. Bụng từ 70 đến 80 các anh chú ạ. Bụng từ 70 đến 80. Dài 48. Và ống của nó là ống 27. Bụng từ 70 đến 80 các anh chú nhá. Dài 48 và ống 27 ạ. Và màu của nó đây ạ, màu ô liu, cạp chun toàn bộ và vẫn có kéo khóa này, vẫn có cài cúc anh em chú ạ. Một em hiệu của Gu. Chất siêu siêu mát luôn này. Đó. Rất là dễ mặc luôn. Mã S47, bụng từ 70 đến 80, dài 48 và ống 27 ạ. Em thanh lên mã F48 á, một em quần của hiệu Uniqlo các anh chú ạ. Màu của nó là màu kem. Mã F48, bụng 80, dài 48 và ống 27. Bụng 80, dài 48 và ống 27 các anh chú ơi, có hai túi hộp ở hai bên. Phía đằng sau mông của nó là hai túi xẻ các anh chú nhá, hai túi xẻ như thế này và trước là túi chéo, cạp liền. Đây ạ, khóa đồng nhá, cực kỳ xịn sò luôn, một em hàng hiệu Uniqlo. Bình thường anh chú biết đấy, con này thì em thanh bán cỡ 400.000. Hôm nay bán 120.000, mã S48, bụng 80, dài 48 và ống 27, chất vải là vải phút linh trơn. Tiếp theo em lên mã F49, bụng từ 70 đến 90 ạ, dài 55 và ống 26. Con này cạp chun siêu co giãn anh nhé chú ạ, cạp chun co giãn rất là nhiều luôn. Cạp chun toàn bộ và có cài cúc, có kéo khóa nhá, vẫn có dây rút. Đây ạ, một em hàng của Nhật. Mã F49, bụng từ 70 đến 90, dài 55 và ống 26 ạ. Quần kaki trơn. Mã F50 ạ, một em quần màu xanh navy. Bụng 82, dài 53 và ống 30. Bụng 82, dài 53 và ống 30 các anh chú ạ. Con này thì là màu xanh navy nhá, chất vải kaki siêu mềm luôn. Sẽ có hai túi chéo hai bên, hai túi hộp. Ở phía đằng sau mông có một túi xẻ ạ. Mã F50, bụng 82, dài 53 và ống 30 ạ. 120.000. Em lên mã F51, một em quần hiệu Uniqlo. Bụng 86, dài 49 và ống 28. Nó sẽ là có hai túi chéo hai bên và có hai túi hộp ở phía hai bên đùi ạ. Đây ạ, phía đằng sau hai túi xẻ nhá các anh chú. Con này là hiệu của Uniqlo các anh chú ạ, chất vải cúp liên trơn. Mã F51, bụng 86, dài 49 và ống 28 ạ, mã F51. Em thanh lên mã F52, một em quần màu ô liu, mã F52 này. Bụng từ 76 đến 94. Dài 48 và ống 30 ạ. Em này thì co giãn rất là nhiều luôn. Co giãn cực kỳ nhiều. Đó, bụng của nó từ 70, bụng từ 80 ạ. Bụng từ 80 đến 90, 96 anh em chú ạ. Bụng từ 80 đến 96, dài 48 và ống 30. Mã F52 màu ô liu, chất vải kaki siêu mềm cho em. Nó sẽ có hai, nó sẽ có ba túi thôi, hai túi phía đằng trước là túi chéo này, sau mông chỉ có một túi như thế này thôi ạ. Mã F52, bụng từ 78 đến 96, dài 48 và ống 30.
Mã F53, mã S53 này, một em quần màu nâu cát anh em chú ơi. Con này thì nó sẽ là cạp chun phía đằng sau lưng. Mã F53, bụng từ 80 đến 90, dài 55 và ống 27. Chất vải kaki 100% cốt tông. Phía đằng trước của nó sẽ có hai túi chéo nhá. Và gấu của nó kiểu thiết kế kiểu dáng gấu gập ý, rất là lịch sự luôn. Đó, sẽ có hai túi vuông ở phía đằng sau như thế này các anh em chú ạ. Cạp chun. Mã F53, bụng từ 80 đến 90, dài 55 và ống 27 ạ, chất kaki 100% cốt tông. Mã F54, một em quần màu xanh ô liu các anh em chú ơi. Hiệu của nó này hiệu Bummer, một em hàng của Nhật các anh em chú ạ. Mã F54 này, bụng từ 80 đến 100 siêu co giãn luôn. Cái này có phải đến 100 bao nhiêu ấy, 110 cũng đến đấy chứ. Đây các anh em chú này, rất là co giãn luôn, 110 nhá, bụng từ 80 đến 110, dài 62 và ống 30 giúp em ạ. Con này thì nó sẽ là túi hai túi hộp ở hai bên, phía đằng sau mông của nó đấy ạ, phía sau mông của nó sẽ có một túi nhá, màu ô liu rất là đẹp. Mã F54, bụng từ 80 đến 110, dài 62 và ống 30, chất vải của nó là vải linen các anh chú ạ, cạp chun toàn bộ và không có kéo khóa đâu các anh chú nhá. Mã F54, em lên mã F55 này, một em chất vải linen tiếp theo. Mã F55, bụng từ 70 đến 90 các anh chú ạ, dài 50 và ống 28. Con này cũng một em linen, màu của nó là màu kem các anh chú ạ. Phía đằng trước của nó nhá thì sẽ là cạp thường khúc này, còn chủ yếu 2/3 nó của nó thì là cạp của nó là cạp chun. Đó, rất là dễ mặc và kiểu thoải mái ấy. Nó sẽ có dây rút này, cái này là vải linen các anh chú ạ, có hai túi chéo ở hai bên và sẽ hai túi mổ phía đằng sau. Mã F55, bụng từ 90, 70 đến 90, dài 50 và ống 28 á, 120.000. Em lên mã F56 này, một em quần màu của nó thì đây là màu xanh cốm. Mã F56, bụng từ 74 đến 90 các anh chú ạ, dài 53 và ống 30, co giãn cực kỳ nhiều luôn. Đó là màu của nó là màu xanh cốm nhá. Bụng đến 100 ạ, bụng từ 74 đến 100, dài 53 và ống 30 ạ. Mã F56 có hai túi xẻ hai bên, ở bên đùi của nó sẽ có hai túi rất là to thế này. Con này thì nó vẫn có cạp chun này và kéo khóa có cài cúc luôn giúp em. Cực kỳ trẻ trung với tông màu như thế này, chất vải của nó là vải kaki caro và màu của nó thì vô cùng tươi trẻ. Mã F56, bụng từ 74 đến 100, dài 53 và ống 30 ạ. Em lên mã F57, một em quần vải phúc linh trơn. Bụng 90, dài 60 và ống 24. Bụng 90, dài 60 và ống 24 ạ, chất vải phúc linh trơn vô cùng nhẹ. Phía đằng sau mông của nó sẽ là hai túi vuông có nắp này, và hai bên đùi của nó cũng là có nắp anh em chú nhá, hai túi chéo hai bên. Mã F57, bụng 90, dài 60 và ống 24 ạ, chất vải siêu mát luôn. Em lên mã F58. F58, con này thì chất vải của nó là vải kaki cốt tông ấy, 100%. Con này thì bụng từ 80 đến 100 ạ, bụng từ 80 đến 100, dài 62 và ống 26 các anh chú nhá. Phía bên mông của nó đây ạ, phía mông của nó có hai túi như thế này và có nắp. Có hai túi hộp hai bên đùi, chất vải kaki rất là mềm và đẹp. Mã F58, bụng từ 80 đến 100, dài 62 và ống 26 ạ. Em thanh lên mã F59 ạ, một em quần màu ghi sáng, màu ghi rêu các anh chú ạ. Mã F59 này, bụng từ 74 đến 100. Cái này bụng từ 80 đến 100 các anh chú ạ, bụng từ 80 đến 100, dài 50 và ống 31 ạ. Ôi con này thôi bị lỗi rồi, bỏ đi. Em lên mã F60. Một em quần màu trắng kem, mã F60. Bụng 80 đến 100 ạ, dài 58 và ống 29 các anh chú ạ. Cái này là màu kem nhá. Chất 100% là kaki cốt tông. Chất đẹp lắm, những con chất này nó rất là mát và mềm. Phía đằng trước nó sẽ có hai túi chéo này, sau thì nó sẽ có túi ở mông như thế này và có dán, có hai túi hộp ở hai bên. Mã F60, bụng từ 80 đến 100, dài 58 và ống 29 á, chất vải kaki siêu mềm. Em lên mã F61, mã F61, bụng từ 70, bụng từ 80 đến 100 ạ. Bụng từ 80 đến 100 các anh chú nhá. Con này thì nó cũng khá là co giãn. Em đọc lại ạ. Cái này thì là bụng từ 80 đến 94 ạ. Mã F61, bụng từ 80 đến 94, dài 59 và ống 34. Đó, con này chất siêu đẹp luôn các anh chú ạ, sẽ có hai túi vuông này, hai túi vuông. Hai túi vuông phía đằng sau, hai túi hộp cực kỳ to.
Con này thì mặc lên rất là chất luôn, chất vải kaki đẹp lắm. Cũng là hàng của Nhật thôi ạ. Nó sẽ là cặp chun toàn bộ và có cài cúc và có kéo khóa các anh các chú nhá. Mã F61 này, bụng từ 80 đến 94, dài 59 và ống 34 cho em ạ. Bụng từ 80 đến 94. Em lên mã F62. Mã F62 một em quần màu đen chất vải là vải gió dù. Mã F62 bụng từ 80 đến 88, dài 56 và ống 25. Đó, con quần này thì chất của nó thì rất là mát anh các chú ơi, mình có mặc vận động ấy mà ra mồ hôi thì nó khô rất là nhanh. Nó sẽ có hai túi hộp ở hai bên ạ, hai túi chéo và hai túi xẻ phía bên mông. Mã F62 bụng từ 80 đến 88, dài 56 và ống 25 cho em ạ. Em lên mã F63, một em quần chất vải linen nha anh chú ơi. Mã F63 bụng từ 90 đến 102, dài 67 và ống 29 ạ. Con này cũng bụng nó cũng rất là co giãn luôn. Đó. Chất vải linen này. Dáng này thì kiểu dáng quần lửng ấy các anh các chú. Form rộng cực kỳ luôn. Bông rộng, đùi rộng. Mã F63 bụng 90 đến 102, dài 67 và ống 29 ạ. Nó sẽ có hai túi có khóa dán ở phía sau mông. Nó cặp chun toàn bộ và vẫn có cúc này, vẫn có kéo khóa các anh các chú nhá. Những cái con chất vải linen này này thì mặc nó cực kỳ mát, thoáng mùa hè. Mã F63 bụng 90 đến 102, dài 67 và ống 29 ạ. Em lên mã F64. Một em quần chất chất của nó chất là kiểu bò giấy các anh các chú ạ. Mã F64 bụng từ 72 đến 80. Bụng từ 72 đến 80 cho em ạ. À bụng từ 70 đến 82, dài 42 và ống 36. Ôi con này chất lắm các anh chú, nó mềm ơi là mềm luôn. Và phần đấy ạ, cái phần đáy quần của nó đấy nhá, còn rất là mới. Con này thì cái chất của nó đây, siêu mát luôn, chất jean nhưng mà nó rất là mát. Đó. Sẽ có hai túi hộp ở hai bên này, phong cách trẻ trung. 120.000 em này các anh các chú ạ. Đấy sẽ hai túi hộp ở hai túi vuông ở phía đằng sau mông. Mã F64, bụng từ 72 đến 8, bụng từ 70 đến 82, dài 42 và ống 36 nhá. Đây có hai túi hộp ở hai bên, độ mới cực kỳ cao con này. Em lên mã F65. Bụng từ 80 đến 88 á, dài 52 và ống là 28 các anh các chú ơi. Con này bỏ qua bị lỗi. Em lên mã F66 á, bỏ qua con 65 anh em chú nhá, mã F66. Bụng con này thì nó rất là nhỏ cho anh em chú ở bụng lép ạ. Mã F66 á. Con này là bụng 76. Bụng 76 dài 44 và ống 24 anh em chú ạ, size tương đương với size 28 nhá. Của nó là màu rêu, siêu chất như thế này các anh em chú ạ. Đó, nó sẽ có hai túi ở hai bên này và nó may theo kiểu quần jean ý, sẽ có hai túi hộp. Hai túi hộp ở phía hai bên đùi các anh chú ạ, phía đằng sau mông của nó đây. Nó dập những khuy này cực kỳ xịn luôn, màu màu nâu rêu. À, khóa của nó là khóa đồng và có tất cả các cúc của nó đều bằng kim loại. Mã F66, bụng 76, dài 44 và ống là 24. Mã F66 ạ, bụng 76, dài 44 và ống 24. Em lên mã F67 ạ, một em quần vải putlin trơn màu rêu của Uniqlo, mã F67. Mã F67 các anh chú nhá. Con này là bụng của nó là 74 đến 86. Bụng 74 đến 86, dài 70 và ống 21 ạ. Một em quần Uniqlo vải putlin trơn. Mã F67, bụng 74 đến 86, dài 70 và ống 21. Em lên mã F68 ạ. Một em quần màu ô liu này các anh em chú ơi. Mã F68, bụng từ 80 đến 94, dài 60 và ống 26 ạ. Em này là cũng là hàng của Nhật. Và cái này nó là cặp chun toàn bộ. Ngoài ra thì nó sẽ có cái đai này, rồi là sẽ có kéo khóa này, có cúc cài các anh các chú ạ. Có hai túi hộp ở hai bên. Mã F68, bụng từ 80 đến 94, dài 60 và ống 26 ạ. Em lên mã F69. Mã F69 một em quần của Uniqlo tiếp theo. Con này thì nó cũng là cặp chun toàn bộ, cũng giống như cái quần mà em vẫn lên ấy, nó sẽ có sắn gấu nếu các anh các chú mình thích sắn gấu nhá. Màu của nó thì là màu nâu cát các anh các chú ạ. Mã F69 ạ, bụng từ 80 đến 90, dài 75 và ống 25 ạ. Mã F69, cái này khi mà để dài ấy, thì nó dài 75 anh chú ạ, còn sắn lên thế này thì nó cỡ khoảng tầm 16 là 60 nhá. Mã F69 ạ, bụng từ 80 đến 90, dài 75 và ống 25, chất vải putlin trơn anh chú ạ. Đó, những con này các anh các chú thì cực kỳ thích rồi. Mã F69, bụng từ 80 đến 90, dài 75 và ống 25. Em lên mã F70, một em quần màu trắng kem các anh các chú ơi. Mã F70 này, bụng từ 80 đến
92, dài 60 và ống 26 anh em chú nhá. Cái này cái phần mông, phần đùi của nó khá là to, dáng quần lửng anh em chú ạ. Chất vải kaki mỏng, chất vải kaki mỏng màu trắng kem. Nó sẽ có hai túi hộp ở hai bên đùi này. Đó, phía đằng sau mông sẽ có một túi vuông. Mã F70, bụng từ 80 đến 92, dài 60 và ống 26 ạ. Mã F70, bụng 80 đến 92 ạ. Em lên mã F71 anh em chú ơi. Bụng từ 84 đến 102, dài 61 và ống 30, một em quần vải phúc liên trơn. Những con này thì nó rất là dạ màu sắc rồi, nó rất là dễ mặc rồi, hiệu Pico các anh em chú ạ. Màu rất là dễ mặc nhá. Đó, nó sẽ có hai túi hộp ở hai bên này. Phía đằng sau mông thì sẽ có khóa dán thế này các anh em chú ạ. Mã F71, bụng từ 84 đến 102, dài 61 và ống 30. Em lên mã F72, một em quần kaki, một em quần chất vải kaki, cả vải phúc liên trơn của Uniqlo. Con này thì màu xanh than các anh em chú ạ. Mã F72, bụng 80, dài 48 và ống 24. Bụng 80, dài 48 và ống 24 các anh em chú nhá. Nó sẽ là có hai túi ở hai bên là túi hộp này, phía đằng sau mông đây. Đó. Con này chất vải phúc liên trơn cực kỳ dễ mặc, nó sẽ có khóa đồng cạp liền. Mã F72, bụng 80, dài 48 và ống 24. Em lên mã F73. Mã F73, một em quần màu rêu. Mã F73 này. Bụng từ 92 đến 100, dài 51, dài 52 và ống 31 ạ. Bụng từ 92 đến 100, dài 52 và ống 31 các anh chú ạ. Form size khá là to, sẽ có hai túi hộp ở hai bên này các anh chú ạ. Cái này các anh chú mặc trên gối giúp em nhá. Anh những chú bụng bự thì bon chen con này. Bụng bự này, mông to này, đùi to thì mặc thoải mái luôn. Mã F73, bụng từ 92 đến 100, dài 52 và ống 31 đấy. Một em hàng của Nhật đấy ạ. Chất vải kaki 100% cotton, mặc cực kỳ thích luôn, quá đồng nhá. Mã F73, bụng 92 đến 100, dài 52 và ống 31, nó sẽ có hai phía túi phía đằng sau. Cái này nó bị lật lên. Đó. 120.000. Em lên mã F74 này, một em màu nâu cát. Mã F74, bụng từ 96 đến 110, dài 53 và ống 33, siêu to luôn anh em chú ạ. Rất là to, mã F74. Bụng từ 96 đến 110, dài 53 và ống 33 nhá. Cái chất của nó là chất vải kaki và nó mỏng nhẹ 100% cotton. Những cái tông màu rất là dễ mặc rồi, một em hiệu của Uniqlo, form size siêu to. Mã F74, bụng từ 96 đến 110, dài 53 và ống 33. Em lên mã F75 này. Bụng từ 92 đến 100, dài 56 và ống 27 các anh em chú ạ. Bụng từ 92 đến 100, dài 56 và ống 27 ạ, cặp chun toàn bộ và có dây rút nhá. Nhưng cái cặp này thì không co giãn nhiều đâu các anh chú ạ, nó kiểu rất là đứng form ấy. Đó, màu của nó cực kỳ dễ mặc với những tông màu nâu nhạt như thế này rồi. Phía đằng sau mông nó sẽ có một túi vuông này, còn phía còn ở bên đùi ạ, nó sẽ có cũng một bên túi các anh chú nhá. Mã F75 ạ, bụng từ 92 đến 100, dài 56 và ống 27. Em thanh lên mã F76. Mã F76, bụng từ 80 đến 90, dài 57. Thôi con này bỏ qua. Em lên mã F76 ạ. Em lên mã F76. Bụng từ 76. Con này thì là bụng từ 76 ạ. Bụng từ 76 đến 92, dài 58 và ống 25. Mã F76 các anh chú nhá. Đó, con này thì chất vải kaki mỏng nhẹ, cặp chun toàn bộ và có cài khóa này, có kéo, có cài cúc và có kéo khóa các anh chú ạ. Sẽ có hai túi hộp ở hai bên, phía đằng sau mông nhá, nó sẽ có hai túi có nắp như thế này, có dây rút. Mã F78 ạ, bụng từ 78 đến 92, dài 56 và ống 25 ạ. Em lên mã F77, một em quần chất kaki siêu đẹp luôn. Con này thì form size khá là to, mã F77, bụng 92, bụng 94 đến 102 ạ. Dài 52 và ống 31 anh chú nhá. Mã F77 ạ, bụng 94 đến 102, dài 52 và ống 31 này. Nó sẽ có hai túi hộp rất là to, hai bên có hai túi chéo và sẽ có vào phía sau mông túi nó có nắp anh chú ạ. Con này thì chất của nó thì cực kỳ đẹp rồi, của Uniqlo nhá. Chất vải dày dặn này, có kéo khóa này, có cúc anh chú ạ. Mã F77, bụng 94 đến 102, dài 52 và ống 31. Em lên mã F78 này. Mã F78 ạ. Bụng từ 90 đến 104, dài 52 và ống 32.
một em quần màu rêu anh nhé chú ạ. Con này thì form size cũng khá là to, khóa của nó là khóa nhôm ạ, có toàn bộ của nó, cạp của nó sẽ là cạp chun và vẫn có cài cúc có kéo khóa anh nhé chú nhá. Form size to lắm, sẽ có hai túi hộp ở hai bên này, phía đằng sau mông túi có nắp ạ. Mã F78, bụng từ 90 đến 104, dài 52 và ống 32 cho em ạ. Bụng từ 90 đến 104. Em lên mã F79. Mã F79 ạ, một em quần màu rêu, form size cực kỳ to luôn. Mã F79, bụng từ 84 đến 94, dài 65 và ống 31. Con này form cái phần mông và phần đùi nó khá là to các anh chú ạ, chất vải kaki mỏng, màu rêu cực kỳ dễ mặc rồi. Đó, con này cũng là hàng của Nhật thôi ạ. Nó sẽ là cạp chun toàn bộ và có dây kéo các anh chú nhá. Mã F79, bụng từ 74 đến 8, bụng từ 84 đến 94, dài 65 và ống 31, nó sẽ có hai túi mổ hai bên như thế này. Đó, màu nâu, à màu rêu, mã F79. Em Thanh lên mã F80. Bụng 88. Bụng 88, dài 52 và ống 31. Con này các anh chú ạ, nếu mà anh chú vào bụng mà nhỏ hơn một xíu ấy, thì mình kéo cái dây về vào vẫn được ạ. Vẫn có thể mình vẫn tăng chỉnh được nhá. Đó, nó tăng chỉnh ấy, chắc là khoảng tầm được 3 phân thôi. Mã F80 ạ, bụng 88, dài 52 và ống 31. Con này thì kiểu hợp đi biển ấy các anh chú. Cái vải nó cực kỳ nhanh khô luôn các anh chú ạ. Đó, chất này á, rất là thích luôn ấy. Nó là kiểu chất gió dù. Xong rồi đây, ôi, bên trong nó kiểu là vải phi bóng thế này các anh chú ơi. Cực kỳ xịn nhá, con này thì đi biển thì rất là hợp ạ. Mã F80, bụng 88, dài 52 và ống 31. Như vậy là ngày hôm nay em Thanh đã lên tất cả là 80 quần sọt, kaki trơn, kaki túi hộp. Các anh các chú mà thấy mình vừa với form size nào mà mình có nhu cầu mua thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo 0832625789 để em Thanh tư vấn và gửi hàng cho mọi người. Và hôm nay em Thanh sẽ bán đồng giá, mức giá là 120.000 một sản phẩm. Em sẽ miễn phí ship từ hai sản phẩm trở lên nhé. Còn các anh chú mua một sản phẩm thì vui lòng thanh toán phí ship giúp em là 22.000. Và em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video của em và hẹn gặp lại các quý khách hàng ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.